Kính thưa quý vị, tội phạm Ariel Castro xin lỗi các nạn nhân trong vụ bắt cóc và giam cầm do ông gây ra, đến từ Ohio. Mặc một y phục tù nhân màu cam và tay chân bị còng, tội phạm Ariel Castro xuất hiện trước một chánh án trong phiên tòa tuyên án tại thành phố Cleveland, Ohio, trong ngày 1 tháng 8 để nghe những chi tiết làm cách nào tội phạm Castro đã bắt cóc 3 phụ nữ và còn giam cầm họ hơn một thập niên tại căn nhà của ông. Một căn nhà mô hình tương tự như căn nhà của ông Castro đã được lặp lại tại tòa để minh họa làm cách nào ông Castro đã giam cầm các nạn nhân. Vào tuần trước, ông Castro đã đồng ý nhận tội đối với cả hàng trăm tội trạng để tránh án tử hình. Ông dự kiến sẽ lãnh án tù chung thân, không có cơ hội được ân xá, cộng thêm 1.000 năm tù. Khi được một chánh án hỏi ông có lời gì không, thì ông Castro cho biết ông chỉ muốn xin lỗi nạn nhân. Một trong những nạn nhân dự kiến sẽ xuất hiện cho lời chứng trong phiên tòa trao bản án của ngày 1 tháng 8 năm 2013.